Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy bài tập toán lớp 1 của Oli. Bài hôm nay chúng ta sẽ học là bài tiếp bóng luyện tập. Bài số 1 viết theo mẫu. Bài này chúng ta có ba bắp cải, ta viết số 3. Bài này có bóng củ cà rốt, ta viết số 4. 3 bé bằng 4. Rồi cái này thì chúng ta viết ngược lại. Chúng ta đem số 4 qua đây, con số 3 đẩy qua đây. Thì bây giờ nó trở thành là 4 lớn hơn 3. Bên này 1, 2, 3, 4, 5 5 trái cà. 1, 2, 3, 4, 5 là 5 trái cà chua. Như là bên này 5, bên này 5 bằng nhau. Bên này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 trái xoài. Bài này 1, 2, 3, 4, 5 5 trái thơm. Như vậy là 7 lớn hơn 5. Và chúng ta ngược lại, chúng ta đảo qua đây. Thì bây giờ 5 là 3 bằng 7. Rồi chúng ta qua bài số 2. Dấu này là dấu lớn, dấu bé, dấu bằng. Chúng ta điền dấu lớn, dấu bé hoặc là dấu bằng vào đây. 9 lớn hơn hơn 5. 2 lớn 0. Bài này là 8 bằng 8. Bài này 6, bài này 10. 6 bé hơn 10. 1 1 bằng nhau, hai số giống nhau thì bằng nhau. Số 3 nó sẽ bé hơn số 7. Chúng ta tiếp tục qua bài số 3. Câu A, cho các số 4, 10 và 8. Số bé nhất là trong này chúng ta có là số 4 là số bé nhất trong ba số này. Số lớn nhất là số 10. Qua câu B. 8 rồi bé hơn con số gì chỗ này? Rồi con số gì chỗ này tới bé hơn con 10. Như vậy chúng ta có nè, 8 nè, 9 nè, 10. Được, nó hai thứ tự như vậy. Thì con số này, chỗ này là con số 9. Được không? Rồi bên này thì chúng ta sẽ có gì đây? 7 này, chúng ta viết cái này là tăng dần. Còn này chúng ta viết giảm dần. 7 này, 6 này, 5. Đúng không? 7, 6 rồi đến 5 rồi là giảm dần. Như vậy ngay chỗ này thì chúng ta sẽ có là con số 6. 6 lớn hơn 5. Nhưng mà 6 nó là bé hơn con số 7. Chúng ta qua bài số 4. Tô màu xanh vào lọ có nhiều hoa nhất. Rồi chúng ta đi tìm cái lọ hoa mà có nhiều hoa nhất, chúng ta sẽ tô màu xanh. Và cái này có 3 cái là chúng ta x rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Như vậy là đây là số 8. Nhiều hoa nhất. Bên này 6, 3, 5 là số 8. Đây người ta yêu cầu là màu xanh thì vào cái nhiều hoa nhất thì đây. Là tô cái lọ này. Rồi tiếp theo người ta yêu cầu là màu đỏ và cái lọ ít hoa nhất. Đây số 3. Màu đỏ. Xong. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.